các bạn một món đồ trang trí mà mọi người rất hay dùng, đó là những cái móc chìa khóa nè, móc khóa xe ô tô, xe mô tô, rồi những cái dây đeo mà người ta treo phòng khách phòng ngủ, hoặc là những cái trang trí bên thành phố những mình thể hiện rất là đẹp. Đây là một món quà mà một người bạn làm YouTube của mình đã gửi tặng cho mình. Nhà anh này thì có cập nhật.
những video mới nhất cho các anh chị và các bạn xem nhé. Tôi xin kính mời các anh chị và các bạn xem một số sản phẩm về những cái vật phẩm này.